Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình chế được cái máy cái cữ á. Cái này là cái cữ rửa lưỡi cưa nhá. Cữ. Mình chưa làm gọn gàng sạch sẽ vào đâu bởi vì là nó ấy à. Bởi vì là cái này mình chưa cắt, chưa trượt hết cái ma vía đi này. Đó, mình vừa làm xong thì quay cho anh em để anh em chia sẻ với anh em. Anh em ai mà chế cháo được thì chia sẻ với mình, góp ý cho mình. Góp ý cho mình những cái gì mình thiếu sót, sai. Đó. Cái này là mình cắt bằng mang cá nó thế này chứ không nhấc lên được đâu nhá. Mình trượt bằng mang cá hết rồi. Con máy này là con máy mài thường thôi. Các anh cứ về nắp với cái đĩa hợp kim nào vào đây cũng được, đĩa thường. Còn cái này xoay được các hướng, chỉnh được các độ, chỉnh được các độ theo ý muốn của các anh và theo cái mà cưa của mỗi lưỡi cưa khác nhau. Rồi bây giờ em ra chỉnh lại. Đây. Lúc đấy là em đã mài như này rồi. Chỉnh theo cái hướng này. Cái này nó hơi dốc đây này, đúng cái hướng của cái lưỡi cưa. Mình phải rửa làm hai lần đấy. Đây là dốc bên này. Xoay là dốc bên này. Đó. Đúng cái hướng của nó rồi. Nó chốt. Đó. Chỉnh được các hướng nhá. Đây là chỉnh được các hướng này. Đó. Theo đúng như cái góc mà của lưỡi cưa của từng lưỡi cưa khác nhau. Góc này nó phải như này. Rất đơn giản thôi nhé. Anh em về chế cháo làm nào theo đúng ý muốn này. Chia sẻ với anh em này. Đó. Cái này phải nhờ thợ tiện này. Và cái này phải nhờ thợ hàn. Hàn sao cho nó vuông. Đấy, thước vuông này, hàn cho nó vuông rồi này. Cái này họ phải kẹp thước vuông ấy, chứ không thể hàn lung tung được đâu. Còn cái ống bạc này, này cũng phải nhờ thợ tiện thì tiện theo cùng cái này này. Đó. Tùy theo các hướng. Thẳng thì có hướng thẳng này. Cái này thì cũng đơn giản thôi, cũng nhờ thợ tiện tiện luôn cái lỗ là 20 đi. Cái lỗ 20 tiện cái cốt 20 này thì mình có cái nong đen 25 30 còn được. Nếu mà thì mình rửa được các lưỡi, hoặc là nhờ họ tiện cho hai cốt 20 và cốt 25. Đó. Đặt ở đây cứ thế này. Lưỡi cưa là hợp kim thật nhưng mà các anh có bắt thêm một cái đường nước cho vào đây, cho nhiễu vào đây để làm cho êm nhé. Lúc đấy em rửa nó cũng hơi kêu, nó kêu két két két. Nó kêu tức là rửa nó không ngon bằng có lưỡi nước, có nước vào thì rửa nó êm hơn, nó không kêu. Đây. À cái ốc này đây bắt
vào con ốc này, khoan nó lỗ 18 vào, xong là bắt xuống. Chế bằng cái giá rẻ nha. Tại em thích chế lắm nên là em cứ thiếu cái gì là em chế ra thôi, chia sẻ cùng mọi người thôi. Ai mà có nhu cầu chế cái này thì em lại chế cho nhá. Giá thì em trừ hết chi phí đi thì em lấy thêm cả tiền công nữa nha. Đó thì tiện cái này dài độ khoảng 27 thôi, 25-27 thôi. Dừa đường lưỡi cưa 400 đấy, lưỡi cưa 400 thôi. Xê dịch ra đây, lưỡi cưa nào cũng vừa nhá. Lưỡi cưa 18 vừa, lưỡi cưa nào cũng vừa. Nếu mà lưỡi cưa gần quá mình bắt vào gần đây. Lưỡi cưa nào cũng vừa tùy theo mình, do mình bắt. Cái mặt này nếu mà anh em thì cố gắng làm cái mặt bằng tôn nhá. Bằng tôn thì nó chắc chắn hơn nhé. Xong là bắt cái máy này xuống nhé, bắt cái máy mài hai lưỡi này. Thường thường là các anh nó có cái máy mài hai lưỡi nhé. Bắt ở đây đặt luôn cái máy lên vào cái tấm tôn. Xong là ở đây em có tấm gỗ nên là cũng hình dung ra cái tấm tôn ấy. Là khoan cái tấm tôn 5 ly thôi, cái tấm tôn đấy nó chỉ cần 5 ly thôi là được nhé. Đừng dày quá hay khoan khó rồi nó lặng nhé. Các anh bắt xuống cái này để bắt cái con ốc này xuống này cho nó dễ này. Đó, xiết ốc này, ốc trên ốc dưới này. Và thợ cơ khí này, cái mặt đấy nó hết độ tầm độ khoảng 6-70 nghìn thôi. Mình khoan một lỗ nữa thì họ lấy tầm 70-80 nghìn thôi. Đấy. Đây em có mặt gỗ em vẫn làm được, kể cả các anh chế sang mặt gỗ vẫn làm được nhá. Không quan trọng là mặt sắt đâu, nếu mặt sắt thì đương nhiên nó chắc chắn hơn, đúng không ạ? Mặt sắt nó không bị cong vênh như gỗ được, chắc chắn hơn. Rồi xin chào anh em nhé. Nó chỉ có thế này thôi nhá, anh em cứ nghiên cứu chia sẻ những cái gì chế cháo nhá, mình cứ thích chế. Chế được cái giá nó rẻ, rửa nó tiện, mang đi rửa cũng ngại, mang đi rửa hết độ khoảng 50 nghìn, 60 lưỡi thôi, nhưng mà nó ngại mình mang đi xa tháo, mình không tiện bằng ở nhà. Đương nhiên là cái máy này nên nhiễu một cái nước giỏ nước vào đây để cho nó êm nhá. Em chưa làm kịp, em mới làm xong như này thôi nha. Rồi xin chào các anh nha.